Thưa quý vị, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử. Dự án này đã và đang được lực lượng công an các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện. Tại thành phố Đà Nẵng, công an 56 xã phường đang miệt mài với việc làm sạch dữ liệu dân cư để đảm bảo thông tin dữ liệu dân cư được chính xác, thống nhất. Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn là một trong những đơn vị như vậy. Ngay từ sáng sớm, tại bộ phận một cửa tiếp dân của Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tấp nập người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Công việc luôn luôn bận rộn, nhưng những chiến sĩ công an phường, cảnh sát khu vực vẫn cần mẫn với công việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn. Áp lực và khó khăn thì nhiều, nhưng ai nấy vẫn quyết tâm làm đến đâu, chắc đến đấy, nhất là không để xảy ra sai sót. Bên cạnh cái sự vào cuộc đồng bộ nhịp nhàng của toàn bộ hệ thống chính trị, từ trung ương đến cấp cơ sở cũng như là sự quyết tâm của lực lượng công an, thì đôi khi vẫn còn rải rác một số ít thôi. Những trường hợp người dân ý thức chưa đầy đủ, hiểu chưa đúng vấn đề. Cho nên là khi mà chúng tôi tuyên truyền vận động để hợp tác trong cái việc triển khai thực hiện thì vẫn còn rải rác một số người, người ta chưa hợp tác tốt. Bên cạnh việc chỉnh sửa, bổ sung những trường thông tin còn sai sót hay bị thiếu, công an khu vực còn tranh thủ thời gian xuống tận khu dân cư để điều tra xác minh nhân khẩu. Có những hộ dân đã chuyển đi nơi ở mới, nhà đã bán qua nhiều đời chủ nhưng vẫn chưa chịu cắt khẩu, khiến công việc xác minh gặp không ít khó khăn. Để làm sạch dữ liệu thì nhiều cái là trong đó là gặp nhiều cái vướng mắc và thời gian trả lời kết quả xác minh. Và trong đó là những hộ dân mà đã bán đi từ rất lâu nay không biết rõ nguồn gốc ở đâu hết. Bộ chúng tôi là cảnh sát khu vực để ý thức được công việc này. Nên cái việc mà đi từng ngõ, gõ từng nhà là công việc thường xuyên và anh em động viên nhau để cố gắng hoàn thành. Mỹ An là phường có số lượng nhân khẩu thường trú và tạm trú gần như lớn nhất thành phố Đà Nẵng. Trong đó có 23.000 nhân khẩu thường trú và trên 5.000 trường hợp tạm trú. Khi áp dụng luật cư trú mới, công an phường đã cấp thường trú cho hơn 400 trường hợp và cấp tạm trú cho gần 3.000 trường hợp. Kết quả này cho thấy sự quyết tâm cao độ của lực lượng công an cơ sở. Khi hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn chỉnh, đời sống của người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn, giúp cho công tác quản lý nhà nước được hiệu lực, hiệu quả. Vì thế, công an 56 phường xã của thành phố Đà Nẵng vẫn đang tích cực, sáng tạo trong công tác thu thập để mang lại nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, theo đúng tiêu chí được Bộ Công an đưa ra.